Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình mọi người. Hôm nay là một ngày mình đưa cu tít về thăm ông bà nội nhé. Đến đâu đâu rồi không về, hôm nay cu tít về thăm ông bà nội này. Cỡn lắm. Đâu rồi không về, không cỡn lắm. À làm sao con, chào con, em à. Đâu rồi không về, cỡn, ông gọi em. Ông gọi em. Đấy. Lâu rồi vì mình không đưa cu tít về, hôm nay mình đưa về mọi người. Đấy các bạn. Lâu lâu rồi không về, ông về ông lạ lắm. Xuống. Đi. Ông khóc mà. Đấy. Lâu rồi không về thăm bà nội cu tít. Có vẻ nó rất là lạ luôn mọi người. Chưa ăn được chó. Ông trước này thèm thịt chó. Ông thèm thịt chó, tít đi mua cho ông cân thịt chó nha. Được không? Lâu lắm rồi ông không bế nó ra là cu tít thấy nạn nạ đấy. Bây giờ quen quen tí mới đầu với cháu bế này mọi người. Đi đâu đấy con? Anh Tùng đi đâu đây? Thôi đừng đi nữa, giờ ăn cơm rồi. Nghe được con mi nhà mình các bạn ạ. Chửa rất là to rồi, hai đấy còn chạy ác thật đấy. Chửa luôn mà chạy ác như vậy nhỉ? Chó ấy, con mi nhà mình ấy. Ai gọi? Con mi. Con mi này nó chửa mà nó chạy rộc ấy. Em tít. Lâu ngày không được ông bé thích à? Em à? Cười à? Đấy, lâu rồi không về thăm ông bà nội nha mọi người. Bây giờ hai ông bà có ở một mình không? Hai ông bà ở với nhau. Em à, lâu rồi không về nạ à, vừa nãy khóc thế hả? Ai khóc thế? Em khóc à? Hư nhờ. Có tiếng giống thế này. Ôi giờ tháo tất kìa, ông giờ tháo tất kìa. Ồ giỏi nhỉ. Giỏi thế, ông bế là còn tháo tất à? Cười à? Tháo nào cười nào, cười nào, cười ông xem kìa. Wow. Cú tít nhà mình được hơn 6 tháng rồi, rất là ngoan mọi người và khôn lắm. Dũng sắp bế em rồi, giờ cuối năm bế em rồi. Số nhỏ lắm. Em tít à? Chó chưa? Tùng ơi, lấy cho em cái để bắt mũi cho em nghe. Đâu? Giấy. Giấy. Giấy bà ơi. Sổ hết mũi rồi. Chết ốm rồi. Em ốm à? Chết rồi. Xấu đấy. Bữa nay nó khóc à? Ông gọi em nào, Nào, xấu đấy, ba bé không cho bé à? Cười nào. À.
sổ mũi rồi đấy này, chết ốm rồi. Đấy, bây giờ nó ăn cơm mọi người. Anh Tùng bóp cho em nghe nào. Tiền. Bóp đây cho em nó nghe này, thấp thấp xuống. Sao em nào? Đấy, gì đấy? Cười. Đấy, cười đấy. Bà cho bế nút nặng ra tay. Hôm qua con bế ra sân cát tí mà nặng ra tay. Đấy, cơm hôm nay có gì nào? Chưa có gì. Có đỗ thèo à? Ôi giời ạ. Đỗ, giò, dưới gì hôm nay cháu nội về có mỗi đỗ ăn này nhé em nhỉ. Hôm nay sáng nội về chả là, chả là. Cho rán mẹ, cho rán. Chả nóng thì rán rán thì sổ mũi rồi Vũ à, Tùng à, em lại sổ mũi rồi. Sáng trả ra cho. Bây giờ sổ mũi rồi, chết rồi, ốm rồi. Cú tít nhà em này ốm rồi mọi người này, đấy, thấy chưa. Hoa nào. Lâu rồi không về bà bế nạ này mọi người ấy. Nặng lắm, không bế được. Bà bế núc là rã hết tay rồi luôn. Ghệ vào đây chứ không bế được. Nhè. Thích chưa thích? Ông có món gì đấy? Món này là ngón tay à? Bây giờ hôm nay ăn ngón tay này ngon thế. Hôm nay cho tít ăn ngón tay kìa. Nó ở nhà nó vẫn ăn ngón tay đấy bà. Bỏ dưa. Bà kìa ướt này kìa. Theo ai? Theo anh Tùng à? Theo anh Tùng nhá. Mi. Mi. Ki gọi em đâu? Tít gọi Mi nè. Ki. Xuống dưới, nằm chỗ. Đánh ít giờ. Cái roi. Con này chửa chắc sắp đẻ đây mẹ. Tháng nhưng mà. Không đến đâu. Chưa đến được nhỉ. Cho ăn ít thôi mẹ, cho ăn ít thôi, không có nó lại to thai thì không đẻ được. Chưa ruồi. Phú ơi. Phúc. Cứ ra nó cái này ruồi này. Cắm điện thoại cho bà thôi. Bác đây nó lấy bác rồi. Mấy phục. Sao chưa có ba người? Tắt. Mẹ anh tắt. Tắt rồi. Nước ạ. Mí rồi nặng. Mí làm cho. Con trâu nè mẹ. Con này. Con trâu này là ai mua?
đấy mà. Bất được. Ngã nó mới vào. Ba cái thú mấy nữa về. Mẹ bảo phút sang con chú bờ cho con chẳng ăn con ăn, con dâu con thì có múc cấu con múc cấu gấm mọi người hấp đẹp mình chẳng cho này không có ăn con ăn không có cho ý cho nên mình con mình xin tạm dừng clip nhé. Nếu các bạn thấy clip hãy ủng hộ cho nhà mình nha. Bye. Chả nào. Tạm dừng chả nữa.